Tôi cảm nhận rất nhiều với ca khúc Việt Nam quê hương tôi, một ca khúc rất hay mà các chị gửi đến cho tất cả các khách và quý vị quý quý. Thank you.
Xin kính chào tình cảm của tất cả các khách và quý vị khách quý đã có mặt tại đây được dự đại hội lần thứ tư và chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8 tháng 3 của Hội Phụ nữ Nghệ An 2023. Lần đầu tiên, cho tôi xin được thay lời ban tổ chức xin đến toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý cùng toàn thể các chị em phụ nữ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chúc cho tất cả chúng ta có một cuộc sống thật sự vui vẻ, thành đạt và hạnh phúc. Thưa tất cả quý vị khách khách và quý vị khách quý cùng toàn thể các chị em, nói về ngày 8 tháng 3 đó là ngày để chúng ta tôn vinh những người phụ nữ, những người bà, những người mẹ, những người anh, những người chị. Đó là những người mà luôn luôn sát cánh cùng gia đình chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cuộc sống, trong mọi hướng đi và trong cuộc đời. Những tình cảm của những phụ nữ chúng ta không thể nào đong đo đếm được. Đó là những tình cảm mà luôn luôn đem đến một gia đình hạnh phúc, một tương lai tươi sáng. Thay tất cả quý khách và quý vị khách quý, diện diện của tất cả quý vị trong ngày hôm nay đây là để nói lên những tình cảm đặc biệt nhất dành cho những chị em phụ nữ chúng ta nói chung và dành cho chị em phụ nữ Nghệ An nói riêng. Đó là một tình cảm chân thành, đặc biệt và rất là hạnh phúc. Và xin mời chào phát tay để chương trình chúng tôi phép bắt đầu. Vâng, thưa tất cả quý vị, và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời chị Hương Lan, chị Hương Giang sẽ trở về sân khấu để đọc diễn văn khai mạc của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ngài tham tán công sứ phó đại sứ Chu Tuấn Đức và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, phụ trách ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa các vị khách quý, cùng toàn thể anh chị em phụ nữ thân yêu, khí tưng bừng cả thế giới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 1910 và mùng 8 tháng 3 2023. Cũng như nơi đất mẹ thân yêu đang tưởng nhớ 1983 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thì tại nơi đây, trên đất khách quê người, nơi thủ đô Berlin yêu dấu, chúng ta những người chị, người em và các vị khách quý yêu thương gần gũi tập trung về đây cùng chung vui sự kiện quan trọng đại hội lần thứ tư Hội Phụ Nữ Nghệ An. Thưa đại hội, có được Hội Phụ Nữ Nghệ An lớn mạnh như ngày hôm nay, chúng ta phải cảm ơn sự nỗ lực hết mình của tất cả chị em. Và tất cả của chúng ta. Tôi xin mọi người cho một tràng pháo tay nồng nhiệt. Đại hội nhận biểu dương tinh thần đoàn kết xây dựng của hội viên và đóng góp của các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ của các anh chị trong ban chấp hành Hội đồng Hương Nghệ An trong thời gian vừa qua. Đặc biệt ghi nhận các đấng phu quân đã tạo điều kiện cho chị em tham gia hội. Phát huy truyền thống 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang và Bác Hồ kính yêu đã trao tặng cho phụ. Phát huy thành quả đạt được trong thời gian vừa qua, chúng ta những người có sứ nghệ dám nghĩ, dám làm với phương châm đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, phấn đấu Hội Phụ Nữ Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Thay mặt ban chấp hành, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội lần thứ tư Hội Phụ Nữ Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức bắt đầu. Xin gửi tới các vị khách quý, các chị, các em và các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại rất nhiều. Tôi tin chính là và nghe và các bạn thay mặt cảm ơn với tất cả quý vị đến cho vui với Hội Phụ Nữ Nghệ An hôm nay.
có rất nhiều các hội đoàn cá nhân cũng như về phía đại sứ quán cũng có mặt tại đây để chung vui với tất cả chúng ta cũng như với hội phụ nữ Nghệ An. Và về phía đại sứ quán, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Chu Tuấn Đức, phó đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, trưởng ban công tác cộng đồng. Về phía các hội đoàn, tôi xin được trân giới thiệu sự hiện diện của hội đồng hương Đô Thành, ông Hoàng Cam và ông Quốc Thưởng, xin được trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội dưỡng sinh có bà Hồ Nga và bà Thị Quang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội phụ nữ Hà Tĩnh có ông Xuyến và ông Lâm, xin được trân trọng giới thiệu. Xin hiện diện của hội từ thiện Sen Vàng có bà Hường và Đen Căng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội đồng hương Quỳnh Lưu, ông Vũ Tiến. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội người cao tuổi, ông Võ Sĩ Tý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội phụ nữ Đồng Xuân, phó chủ tịch chị Hương Giang và chị Thu Hằng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội người Nam Định, chị Trần Tuyết, chị Phương Thảo, chị Thủy Sen và chị Hương Sài Gòn. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gia đình cô Mai Hòa. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội phụ nữ Quảng Bình, chị Trương Mỹ Hồng và chị Trương Ngọc Bích. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hội đồng hương Đức Thọ có chị Ngân và chị Ngọc Anh. Và cùng toàn thể các gia đình, các cá nhân đã có mặt tại đây để cùng chung vui với hội phụ nữ Nghệ An. Thưa tất cả quý vị, và chương trình của chúng tôi vẫn còn được cập nhật sau một vài phút nữa. Các bạn đoàn nào mà chưa có mặt trên sân khấu thì một chút nữa thì chúng tôi sẽ cập nhật xong. Và xin mời quý vị chúng ta hãy chờ trong giây lát. Tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và tham dự có hội đồng hương Hà Tĩnh có chị Nguyễn Lâm và chị Nguyễn Chuyến. Vâng ạ, một chút nữa chúng tôi lại bổ sung thêm quý vị nhé. Và sau đây tôi xin được trân trọng mời chủ tịch phụ nữ Nghệ An lên đọc bản tổng kết và phương hướng hoạt động của hội phụ nữ trong năm tới, đó là bà Minh Tuyết, chủ tịch hội phụ nữ Nghệ An, trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời bà. Hội phụ nữ Nghệ An chúng tôi đáng lẽ phải được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, nhưng vì đại dịch Covid đã tràn vào nước Đức cho nên chúng tôi đành phải hoãn lại. Và cho đến hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi lại quyết định đại hội và tổ chức ngày lễ quốc tế 8 tháng 3. Và bây giờ tôi xin đọc bản báo cáo tổng kết của hội chúng tôi trong 7 năm qua. Kính thưa ông chú Tuấn Đức, tham tại công sự đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, phó đại sứ quán, và bà Nguyễn Thị Hồng Dũng, ban phụ trách cộng đồng đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể anh chị em thân mến, hôm nay trong không khí vô cùng ấm áp tại nhà hàng Quý Hương Quán, hội phụ nữ Nghệ An chúng tôi tại Berlin Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức đại hội lần thứ tư và kết hợp kỷ niệm ngày lễ quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho tất cả chị em trong ban chấp hành, xin gửi đến quý vị đại biểu, khách quý, các anh, các chị và toàn thể các gia đình hội viên đã có mặt trong ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Và hôm nay nhân dịp kỷ niệm ngày phục vụ phụ nữ 8 tháng 3, tôi không quên chúc tất cả những phụ nữ là những bông hồng xinh đẹp ngày đấy luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, trẻ trung và thành công trên mọi lĩnh vực. Kính thưa toàn thể,
kính thưa cùng thưa toàn thể đại biểu, kính khách cùng toàn thể bà con, Hội Phụ Nữ Nghệ An của chúng tôi đã thành lập vào tháng 3 năm 2011. Trải qua một quá trình hoạt động thì hội chúng tôi cũng đã đạt được những thành tích nhất định. Và trải qua một thời gian hoạt động chưa đủ dài, nhưng cũng chưa phải là ngắn, hội chúng tôi cũng đã đạt được những thành tích nhất định và cũng được ủy ban giúp đỡ người nước ngoài tặng thưởng bằng khen. Cụ thể hoạt động của chúng tôi như sau. Phải nói rằng Hội Phụ Nữ Nghệ An là một cánh tay phải đắc lực, dám nước đồng hành và kề vai sát cánh cùng với Hội Phụ Nữ Nghệ An trong tất cả mọi hoạt động. Chị em chúng tôi đã tham gia các công tác tuyên truyền cho các trường học ở miền núi, các trẻ báo của tỉnh Nghệ An, Nghệ An trực tiếp giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn bệnh tật tại quê nhà. Hội chúng tôi cũng trực tiếp kêu gọi và ủng hộ tiền lệ công tác cứu trợ lũ lụt ở miền núi. Đặc biệt trong năm 2016, Hội Phụ Nữ chúng tôi là một đơn vị đầu tiên đã đứng lên phát động và đã cũng quyên góp được 17.000 euro. Sau đó chúng tôi cử chị em trong Hội Phụ Nữ về mua quà và phát trực tiếp cho bà con được vùng lũ lụt. Và trong đại dịch Covid-19, Hội Phụ Nữ chúng tôi đã đồng hành cùng với Hội Đồng Hương Nghệ An, đã chở gạo, chở mì, mắm muối và những thực phẩm cần thiết để đưa đến các gia đình đang gặp khó khăn và những hoàn cảnh của người Việt Nam sáng chưa có công ăn việc làm và chưa có cuộc sống ổn định. Và gần đây nhất thì Hội Phụ Nữ Nghệ An của chúng tôi đã phát động quyên góp mua quà chở tận nơi trại tị nạn để cấp phát cho những người chạy đánh nạn chiến tranh từ Ukraine sang Đức. Không những như vậy, Hội Phụ Nữ chúng tôi còn là một sân chơi đúng nghĩa và hết sức lành mạnh. Hàng năm cứ vào mùa hè thì hội chúng tôi có từ 1 lần đến 3 lần đã tổ chức cho hội viên chúng tôi đi du lịch tham quan các danh lam thắng cảnh của vùng Đức và trong châu Âu. Ví dụ như là nước Pháp, Italy, Hy Lạp, Hà Lan, Monaco, Croatia, Tây Ban Nha, vân vân. Và năm nay, trong mùa hè năm nay, Hội Phụ Nữ chúng tôi lại tiếp tục làm visa cho chị em sang thăm bờ đông của nước Mỹ. Và chắc chắn rồi, đến mùa hè năm nay thì Hội Phụ Nữ chúng tôi sẽ đặt chân lên thủ đô Washington của nước Mỹ. Và một điều cuối cùng tôi không thể không nhắc đến, đó là Hội Phụ Nữ của Nghệ An của chúng tôi đã mời thầy về dạy và để chúng tôi có một nhóm nhảy mang tên Vui Và Khỏe để dành cho những người đam mê nghệ thuật vào những chiều chủ nhật hàng tuần. Và nhân đây thì tôi cũng xin thông báo cho tất cả chị em chúng ta được biết là hội đã lại có một nhóm nhảy Vui Và Khỏe. Nói chung là đã tổ chức được Covid-19, những vì hồi đó khi thực ra ta chưa có chứng tập còn phải thuê thầy, thuê tiền tập. Rồi sau đó Covid-19 đã ập đến thì tất cả đều nghỉ. Và khi Covid-19 đã ổn định thì từ tháng 7 năm 2022 thì nhóm của chúng tôi lại tiếp tục hoạt động. Và đến bây giờ thì đã có một cái chỗ tập rất là ổn định thông qua phòng giúp đỡ của người nước ngoài ngay hiện tại của chúng ta bé. Cho nên chị em nào muốn cải thiện sức khỏe, rồi muốn xả stress sau một tuần làm việc vất vả thì hãy đến với chúng tôi. Với những nỗ lực kết mình của chị em chúng tôi và phần nào cũng đã đạt được những thành tích nhất định, tôi mong rằng chị em chúng ta hãy năng động, sáng tạo và nhiệt tình hơn nữa. Chúng ta phải hoàn thiện mình hơn nữa để xứng đáng là một người phụ nữ hiện đại và xuất sắc nhất. Chúng ta hãy đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa để xây dựng một Hội Phụ Nữ Nghệ An vững mạnh, đoàn kết và phát triển toàn diện và hòa nhập thật tốt với quê hương thứ hai này. Mặt khác, chúng ta phải chăm lo cho thế hệ thứ hai thật chú đáo để cùng với cộng đồng người Việt Nam chúng ta cộng đồng người chúng ta xây dựng một ngày càng hội nhập và phát triển. Và cuối cùng, tôi xin thay mặt tất cả
ta luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc quý vị đại biểu, quý khách cùng tất cả bà con thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều và tôi cũng xin được thay lời tất cả các chị phụ nữ, tất cả quý vị xin chúc bà có một gia đình thật sự vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những phương hướng hoạt động cũng như là những chủ trương mà Hội Phụ Nữ Nghệ An đã dành cho tất cả chị phụ nữ Nghệ An trong kế hoạch của sắp tới. Hy vọng các chị cùng tham gia với hội để chúng ta cùng nhau một phát triển Hội Phụ Nữ Nghệ An ngày càng mạnh hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, nói về người phụ nữ thì chúng ta có rất nhiều những lời để dành cho phụ nữ, không những trong các đời thường, trong cuộc sống, trong lời ăn tiếng nói của vợ chồng cũng như anh chị em bố mẹ, mà tất cả những tình cảm của chúng ta đối với phụ nữ thì luôn luôn là trên hết. Vì thế sau đây tôi xin được trân trọng kính mời chủ tịch Hội Điều Hương Nghệ An, đó là ông Trần Văn Dũng, chia sẻ về đây để chào đón tình cảm của tất cả quý vị khách quý và đặc biệt rằng dành những lời đặc biệt nhất, những lời bay bướm nhất cho các chị em phụ nữ của Nghệ An cũng như tất cả các chủ nữ trong buổi tiệc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa ông Chu Đức Tuấn, Phó Đại sứ Tham Án Công Sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, kính thưa bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, thường trực Ban Công tác Cộng đồng, kính thưa bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Nghệ An, kính thưa toàn thể các vị đại biểu đại diện cho các hội đoàn, các tập thể và tất cả các anh chị em, những người con quê hương xứ Nghệ thân mến. Và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe cái bản tổng kết báo cáo của bà chủ tịch, thì thật sự mà nói là rất ý nghĩa, rất giá trị và đặc biệt là tính thuyết phục rất cao. Thì cá nhân Dũng cũng thấu hiểu cũng như rất là cảm kích, bởi vì trong số rất nhiều các chị em là ban chấp hành của Hội Phụ Nữ Nghệ An và đồng thời cũng nhận vị trí và trách nhiệm tại ban chấp hành của Hội Đồng Hương Nghệ An gánh nặng hai vai. Tuy nhiên tất cả các chị đều hoàn thành những cái phong trào, những cái công tác và các chị đã có thể nói rằng tất cả những chị em đó là những tố vô cùng quan trọng, là chủ thể để kiến tạo nên những phong trào, nhất là trong câu chuyện nhân đạo và từ thiện. Các chị luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình và thể hiện cái nét đẹp nhân văn, cái truyền thống tốt đẹp rất rõ nét khi chúng ta kinh qua những thời khắc cam go nhất của Covid-19. Và chúng ta có thể nói rằng niềm vui, hạnh phúc và nâng cao hơn đó là niềm tự hào khi các tổ chức, hội đoàn tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như cơ quan đại sứ quán Việt Nam, ủy ban người nước ngoài ở Việt Nam đã công nhận và đã ghi nhận, đặc biệt đã gửi những giấy mời và bằng khen, và chúng ta có quyền tự hào và một tràng pháo tay thật lớn dành cho cái sự nỗ lực của chị em chúng ta. Vâng, và hôm nay nhân ngày chủ đề về phụ nữ, tôi xin được thay mặt rất nhiều ban chấp hành, anh các đấng phu quân của bà con Hội Đồng Hương Nghệ An cũng như trong tham chủ của Hội Phụ Nữ Nghệ An, xin được gửi tới chị em lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc chị em luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và hạnh phúc, đặc biệt luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau đảm nhiệm giỏi việc nhà và đảm nhiệm công tác xã hội và cộng đồng. Và nhân đây thì chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, đó là đại hội lần thứ 4, thì cá nhân tôi cũng như thay mặt tập thể ban chấp hành Hội Điều Hương Nghệ An xin được kính chúc đại hội phụ nữ Nghệ An lần thứ 4 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Chủ tịch Hội Đồng Nghệ An rất nhiều.
những lời đặc biệt nhất mà ông đã dành cho phụ nữ Nghệ An cũng như dành cho tất cả các phụ nữ chúng ta trong hội trường hôm nay nói chung. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời Phó Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, ông Chu Tuấn Đức sẽ trở về sân khấu để chào mừng tình cảm của tất cả các chị em trong hội phụ nữ mùng 8 tháng 3 của hội phụ nữ Nghệ An. Xin được trân trọng kính mời. Chị Tuyết, Chủ tịch Hội phụ nữ Nghệ An, kính thưa các chị trong phụ nữ, kính thưa đại diện các hội đoàn, kính thưa tất cả các vị khách quý. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được thay mặt đại sứ quán cùng tham gia với chị Hồng Dung, thường trực ban công tác cộng đồng, cái đại hội lần thứ tư của Hội phụ nữ Nghệ An mà sau 3 năm, như chị Tuyết nói là sau 3 năm dịch bệnh chúng ta mới lại tổ chức được. Và tôi rất là vui mừng thấy rằng là hôm nay đến sự đại hội của chúng ta thì rất là đông và mọi người đều rất là vui tươi, đều rất là hào hứng tham gia cái đại hội của chúng ta. Cái này cũng cho thấy là hội phụ nữ của chúng ta có được cái sự ủng hộ, có được cái sự kết nối rất là tốt, không chỉ với các chị em trong hội mà cái hội đoàn, các cái nhóm khác nhau ở Mỹ Đức. Thì trong cái bài trình bày mình, chị Tuyết cũng đã tóm tắt lại những cái công việc mà hội phụ nữ đã làm được, thì phải nói là rất là ấn tượng. Tức là trong cái thời gian vừa qua thì hội phụ nữ đã làm được rất nhiều việc, đặc biệt là những cái hoạt động từ thiện. Và đối với tôi rất là ấn tượng, hội phụ nữ là không chỉ là cái hoạt động từ thiện mà còn có những cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, kết nối các cái chị em trong hội, ví dụ như là câu lạc bộ khiêu vũ, hoặc là ví dụ như các chị nói đến cái chương trình cho chị em sang Mỹ chẳng hạn, thì tôi nghĩ là một cái chương trình rất là ấn tượng. Cũng nhiều hội phụ nữ khác là cũng hội phụ nữ. Nhân dịp này thì tôi cũng xin chúc hội phụ nữ Nghệ An là tiếp tục là cái nơi kết nối, cái nơi gắn kết, chia sẻ, yêu thích giữa các cái chị em trong hội phụ nữ Nghệ An, những người con xinh đẹp, và tiếp tục đóng góp được nhiều hơn nữa cho cộng đồng, tiếp tục có một cái vai trò nữa trong cái cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và tôi cũng chúc cho đại hội của hội em, chúc cho các chị em phụ nữ, không chỉ của hội phụ nữ mà các cái chị em phụ nữ ở đây thì cũng ngày chung xin đẹp, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tôi là Phó Chủ tịch Đại sứ quán Đại sứ quán Việt Nam, ông Chu Tuấn Đức rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là những tình cảm mà Hội Đồng Hương Nghệ An được bên Đại sứ quán đã đem đến cho tất cả các chị phụ nữ của Hội Phụ nữ Nghệ An. Và sau đây tôi xin được tất cả quý vị chúng ta thay đổi chương trình một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu sân khấu với bài múa ban đêm, đó là Từ từ đã ra, chưa gì đã ra rồi. Vâng ạ, đấy là Vân Anh sẽ là người đến cho quý vị mới một màn múa Hồ Thiên Nga. Xin mời quý vị cùng nghe và cùng thưởng thức. Vâng, xin thông báo một chút ạ. Quý vị nào có chiếc xe BL6868 và 6869 màu trắng, quý vị có thể đặt ra chỗ khác ạ, bởi nếu không có được tắm ạ. Vâng ạ, trong khi chờ đợi bà bố bà Lê, tôi xin được thông báo là quý vị nào có hai chiếc xe biển số 6868 và 6869 đang đỗ trong khu vực tắm, xin mời quý vị bước chút thời gian để lấy xe cho chỗ khác ạ. Và một chiếc xe nữa là xe 242E đó ạ, 3 chiếc ạ.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ cello Linh Quân rất nhiều và được cảm ơn diễn viên múa Vân Anh. Thưa quý vị, chúng tôi vừa được biết đấy là sự kết hợp của hai nghệ sĩ này là lần đầu tiên trên sân khấu hôm nay, mà cũng rất là lưu ý của quý vị. Mà quý vị thấy múa đẹp không ạ? Còn đàn có hay không ạ? Vâng, thì chọn chẳng hơi là to thế được. Cảm ơn Vân Anh nhé. Em muốn nói gì? Lần đầu tiên rất đáng hân hạnh xin được gửi tới tất cả các quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay một lời chào thân thương nhất ạ. Bản thân Vân Anh thì là một diễn viên múa, nhưng mà đã 20 năm nay thì không có tập luyện để ballet, một cái môn cổ điển rất là khó. Thế nhưng mà vì lần đầu tiên mà Vân Anh thì cũng chưa có hội đoàn nào đã từng thực hiện cái tác phẩm này, và cũng ở cái chất ballet như thế này thì hôm nay lại tuyệt vời hơn nữa, đó là có anh Linh Quân, đó là một nghệ sĩ hôm nay đi học ở bên Nga rất là lâu và là người chuyên nghiệp. Chính vì thế nên là Vân Anh hy vọng cái tác phẩm lạ này và đặc biệt này sẽ được sự đón nhận của quý vị, và xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và chính sự đồng nghiệp này thì tôi xin hứa là những cái chương trình sau hoặc là thời gian về sau thì là sẽ còn những cái tác phẩm hay hơn nữa, bọn em sẽ có cái sự tuyển luyện tập luyện chung với nhau để cho quý vị cùng được thưởng thức nhiều tiết mục hay hơn nữa. Thật xin cảm ơn ạ, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tác phẩm này là tác phẩm như là Hồ Thiên Nga trong của nhà sĩ Tchaikovsky thì phải, đúng không ạ? Vâng ạ, và bài múa là ballet rất là hay. Thưa quý vị, và sau đây tôi sẽ được giới thiệu quý vị sẽ đến với giọng hát của Phương Dung với ca khúc Giọng Nghệ Tìm Về với một sáng tác của Xuân Hòa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người ta như là ông người ta, cả công dân ca như là đưa người ta về ai cũng.
xa rồi nhớ quê nhà đừng nói gì lớn thật ta dễ thương đừng nói thương lương nghe những tiếng hò riêng trong một khoảng như hạ sân ca ta có thể chỉ tham đến người vui nghe công ca đầu tiên đến cô đàn đôi ta cùng bạn gần dễ dàng đôi biết tiếng Anh còn về thì xa hát của hồ đồ cùng thiếu sông nghe cùng nhau làm quen nghe an hạ tình đưa nhau tìm về đưa nhau tìm về yeah. Vâng, đúng là ai yêu dòng nghệ thương nhau tìm tìm về. Tên lời này hát rất là hay và giao hát của nữ ca sĩ Phụng Dung gửi cho tất quý vị. Vâng, thưa quý vị, và một chút nữa thì là chúng ta tôi sẽ đến đáp phần tử của đại hội cùng Nghệ An tiếp theo. Nhưng cái phần bầu cử đấy thì sẽ tiếp tục với một bài hát giao hát của Thánh Như với ca khúc Chuyện Tình Làm Thơ. Xin mời quý cùng lắng nghe. Vâng, tôi biết là ca sĩ rất là đi đâu mất rồi. Ca sĩ trên kia cũng biết chạy đâu rồi. Vậy bây giờ tôi xin hỏi ban tổ chức là mình vào bầu cử luôn được chưa ạ? Vâng ạ. Vậy thì xin mời quý vị chúng ta hãy nói lại sân khấu một chút và yên lặng một chút để cho hội phụ nữ Nghệ An chúng ta vào chương trình bầu cử bầu ra ban chấp hành cũng như chủ tịch hội phụ nữ Nghệ An trong ban khóa mới. Và xin mời ban công tác bầu cử anh Nghĩa sẽ trình bày sân khấu để điều khiển chương trình bầu cử hôm nay. Xin được trân trọng kính mời anh. Được vào ban bầu cử cho ban chấp hành nhiệm kỳ 4. Thì giờ phút này tôi xin tuyên bố ban chấp hành nhiệm kỳ 3 đến giờ này là chúng ta đã hết nhiệm vụ và giải tán để chúng ta được vào bầu cử cho ban chấp hành mới nhiệm kỳ 4. Và được lúc để tri ân ban chấp hành nhiệm kỳ 3, tôi xin trân trọng kính mời chị Tuyết là có thể gọi là cư chủ tịch của mình là mời trở về sân khấu.
xin mời chị Tuyền ạ. Và từ lúc buổi sáng phân bầu cử thì là cũng là bộ ban chấp hành nhiệm kỳ ba đã hết nhiệm vụ, hết trách nhiệm, thì cũng lúc là để bầu ban chấp hành mới thì là chủ tịch đại diện cho ban chấp hành nhiệm kỳ ba nó chỉ có một vài lời phát biểu hoặc là thích ăn cảm ơn để là tôi theo là tiếp tục làm phân bầu cử nhiệm kỳ ba. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con, hôm nay đại hội 4 cơ hội phụ nữ Nghệ An của chúng ta đã tổ chức và chúng tôi là cựu chủ tịch của hội phụ nữ Nghệ An thì hôm nay cũng là đã chuẩn bị cháu là trọng trách trách nhiệm cho một người mới, và qua đây thì tôi cũng xin cảm ơn tất cả các hội viên và đã có những sự giúp đỡ tận tình cho tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai nữa là tôi xin cảm ơn tất cả các chị em trong ban chấp hành của hội phụ nữ Nghệ An cũng như tất cả anh em trong hội đồng hương Nghệ An đã ủng hộ tôi triệt để tôi hoàn thành trọng trách và trách nhiệm trong mấy năm vừa qua. Thì hôm nay nhân thể tất cả ở đây thì tôi xin có một lời tri ân tất cả mọi người để hôm nay tôi chờ lắm, tôi xin tư chức và giáo nhiệm vụ cho chị chủ tịch mới không giáo cho một chị chủ tịch mới thì tôi cũng mong rằng chị chủ tịch mới sẽ đến sẽ tiếp tục trách nhiệm được nhiệm vụ cùng với hội phụ nữ Nghệ An của chúng tôi hoàn thành những trọng trách và trách nhiệm của cái cộng đồng. Rồi tôi xin cảm ơn. Thì Tri Ân là một thời gian dài kỳ quyết rất là nhiệt tình và cũng đồng hành cùng với ban chấp hành và đã tạo ra một sân chơi rất là lành mạnh cho tất cả là chị em và cũng như tất cả là anh em trong hội Nghệ An. Xin trân trọng kính mời anh Dũng chủ tịch hội đồng hương Nghệ An có là bỏ hoa. Về phần bầu cử ấy, thường thường ấy, chúng ta có hai phần là ứng cử và đề cử, cũng có ban kiểm phiếu như là đầy đủ, nhưng mà cái việc của chúng ta làm hiện nay là tất cả là vì cộng đồng, ta không kinh tế, không chính trị, không lợi nhuận gì cả, mà ta chỉ là tìm kiếm những người là có nhiệt huyết, có tâm, có đức, có tài và có nhiều thời gian dành cho cộng đồng để giúp cho hội phụ nữ Nghệ An chúng ta ngày càng lớn mạnh. Cho nên là ta chỉ làm rất là đơn giản, sẽ không theo cái thủ tục hơi đơn ra. Và để bước vào để phân bầu cử thì được phần một là phần ứng cử. Tôi xin hỏi là có ai tất cả trong ba con anh chị em của hội phụ nữ có ai ứng cử không ạ? Không có ai ạ, không có ai. Ta sẽ bước sang phần thứ hai là phần đề cử. Thì trong tay tôi đây là có một cái danh sách mà ban chấp hành cũ là có đề cử, và tôi xin đọc qua đây và sau đó chúng ta có thể là đề cử thêm, hoặc là những người nào mà đáng thiểu trong danh sách mà rất mong muốn được vào ban chấp hành nhiệm kỳ 4 thì chúng ta vẫn là tiếp tục ạ. Đây là danh sách mà ban chấp hành nhiệm kỳ 3 đã
tín nhiệm đề cử và đã là giao tôi. Tôi xin đọc theo thứ tự: một, chị Trần Thị Tuyết; hai, chị Phạm Thị Thu Hà; ba, chị Đặng Thị Hà; bốn, chị Nguyễn Thành Ly; năm, chị Nguyễn Thị Mai; sáu, chị Hoàng Hương Giang; bảy, chị Thái Thị Nguyệt; tám, chị Đặng Thị Bình; chín, chị Trần Văn Anh; mười, chị Phan Thị Trúc; mười một, chị Hồ Thị Cúc; mười hai, chị Hồ Thị Liên; mười ba, chị Nguyễn Kim Oanh; mười bốn, chị Nguyễn Thị Tâm; mười lăm, chị Nguyễn Thị Mai Hòa; mười sáu, chị Trần Thị Thủy; mười bảy, chị Nguyễn Thị Quế; mười tám, chị Nguyễn Thị Hương; mười chín, chị Nguyễn Mai Phương; hai mươi, chị Trần Thị Mỹ Hảo; hai mươi một, chị Đinh Thị Nga. Và trong chúng ta đây có ai đề cử thêm vào ban chấp hành mới không ạ? Nếu mà không ấy, thì là xin tất cả hội trường chóng trang vô tay cho ban chấp hành của quý vị. Và sau đây là để bầu thánh chủ tịch mới, thì tôi xin mời những người có danh sách mà tôi vừa đặt mời về trong các hội trường ta hội ý một tí để ta bầu luôn thánh chủ tịch mới. Và sẽ ra nhận nhiệm vụ. Xin mời. Vâng, trong khi nhờ trường ban chấp hành của chúng tôi bầu cử ban chấp hành mới và chủ tịch mới, thì xin mời với bạn Hứa do đánh kiểm tra sẽ trở lại chương trình để cùng chia sẻ với quý vị trong phần bầu cử hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Gió đánh cả
gió đập cánh hoa. Chỉ mình em vâng, đang sử dụng là các người phụ nữ kẻ rất nhiều và đồng bố rất là hay và có thể được thường xuyên. Quý đại biểu, kính thưa tất cả là bà con đồng bằng trong buổi tối hôm nay, qua cái phần hội ý là sóng và chúng ta nhìn thấy tất cả gương mặt mới của ban chấp hành Hội Phụ Nữ Nghệ An nhiệm kỳ 4. Tôi xin nhiệt liệt mọi người cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng ban chấp hành mới ạ. Và qua hội ý thì ở sáu bước màn đấy thì tất cả đã nhất trí 100% đề cử chị Phạm Thị Thu Hà là tân chủ tịch Hội Đồng Hương Nghệ An nhiệm kỳ 4. Và sau đây là sẽ mời cựu chủ tịch là tặng hoa cho tân chủ tịch. Xin kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể bà con, tôi xin giới thiệu đấy là chị Phạm Thị Thu Hà, là sẽ người kế tục chủ tân chủ tịch để kế tục chịu trách nhiệm được tất cả mọi hội viên của chúng ta bên là người chủ tịch bản thân của chị Hà đã rất là về nhiệt tình rồi, nhiệt tình vô cùng kỳ hội. Thì hôm nay được sự tín nhiệm của tất cả các ban chấp hành thì đã bầu ra chị làm chủ tịch cho Hội Phụ Nữ Nghệ An ngay từ khóa 4 hôm nay. Xin tất cả mọi người cho một tràng pháo tay. Và sau đây thì là tân chủ tịch của chúng ta sẽ thay mặt cho ban chấp hành mới nhiệm kỳ 4 có đôi lời phát biểu là gửi tới tất cả các quý khách, quý vị đại biểu và tất cả bà con có mặt trong buổi tối hôm nay. Xin mời chị ạ. Kính thưa ông Chu Đức Tuấn, Phó Đại sứ trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên nước, và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang nước. Thưa các quý vị đại biểu, các hội đoàn cùng một toàn thể bà con cô bác anh chị Hội Đồng Hương Nghệ An và những người yêu quý Hội Nghệ An kính mến. Thưa toàn thể đại hội, Đại hội Phụ Nữ Nghệ An khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2025 bầu ra ban chấp hành mới gồm 21 chị em. Ban chấp hành cũng bầu ra một chủ tịch và hai phó chủ tịch cùng đồng hành trong giờ phút
trân trọng này, tôi xin cảm ơn tình cảm và sự tín nhiệm của toàn thể tập thể Hội Phụ Nữ Nghệ An tại Cộng hòa Hoa Đức dành cho tôi để xứng đáng với sự tín nhiệm của Đại hội và của Ban chấp hành để tiếp nối nhiệm kỳ của Chủ tịch Trần Thị Tuyết. Tôi cố gắng hết sức mình, có sự đồng thuận của toàn thể anh chị em phụ nữ tập thể Ban chấp hành, có sự đặc biệt quan tâm đồng hành cùng của Chủ tịch Hội Đồng Hương Nghệ An và toàn thể Ban chấp hành Hội Đồng Hương Nghệ An cùng toàn thể bà con Nghệ An giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, tôi thay mặt Ban chấp hành chúc đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin hết. Vâng, xin chào đón tân chủ tịch mới rất nhiều. Thưa quý vị, và sau đây chương trình tình chính của chúng ta sẽ được bắt đầu để chào đón tân chủ tịch mới. Thường thường những người Việt Nam của chúng ta nói chung và người xứ Nghệ nói riêng, người ta thường nói là lời chào thường cao hơn mông cỗ, quý vị. Vì thế là có những lời chào và qua những lời ca tiếng hát của tất cả các anh chị em Hội Phụ Nữ Nghệ An sẽ gửi đến cho quý vị với một ca khúc rất là hay, khúc Vời Nước. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xa gần ta ở nơi này, yêu bạn xa gần.
tặng tới đây. Mời mọi người. Đừng có người em chỉ mang chén rượu đầy nhớ, đừng có từ chối còn lại đã say. Cuộc đời xa xôi em xin nhớ lại, xa xôi rồi và xin nhớ lại. Xin cảm ơn cô Phúc của Diệu rất nhiều. Cho chúng tôi hỏi một chút là
Câu lạc bộ dưỡng sinh mình có chuẩn bị lên được trên này múa không ạ? Hay là mình dùng tiệc ạ? Luôn ạ, lên luôn ạ. Vậy xin mời quý vị vừa dùng tiệc và vừa trở về sân khấu với một bạn nhảy của câu lạc bộ dưỡng sinh Berlin sẽ trở về đây với một nền nhạc câu chuyện nhỏ của tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng ạ, tôi lại phải thay đổi một chút ạ, bởi vì tôi đã hỏi rồi là các đồng chí sinh đã chuẩn bị chưa, nhưng mà vẫn còn một số thành viên là chưa xong ạ. Vậy xin mời Khánh Như ơi. Em đâu rồi em ơi? Về đây các anh xem nào. Lên trên này xem nào. Đây người con xin mẹ đây, xin gái không quý vị? Quá xinh đúng không ạ? Tôi xin chân tập vân tay để cho đó giọng hát của Khánh Như ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Na 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 na.
Xong chưa? Các cầu các chị xong chưa? Thank you.
gió chiều xanh ngát như lạc bên. Hy vọng rằng thì là trong cuộc sống chúng ta còn nhiều bài bố văn nữa mà câu lạc bộ những sinh viên pin sẽ đến cho quý vị. Quý vị biết không, từ lâu rồi có sức khỏe thì mình có tất cả, đúng không ạ? Nhìn thấy chúng ta luôn luôn mong cho các cô sức khỏe luôn luôn dồi dào và đem đến nhiều bài bố hơn nữa để gửi đến cho tất cả các hội đoàn, không riêng về hội phụ nữ nước Việt Nghệ An mà còn tất cả các hội đoàn của chúng ta ở Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều. Nhạc của Thủy Đức, thế nhưng tình cảm của chị em dưỡng sinh Bích Linh không bao giờ đứt với chị em phụ nữ Nghệ An. Chúng tôi cũng rất là vinh dự được đến đây giao lưu cùng với chị em phụ nữ Nghệ An, và cũng nhân đây xin chúc chị em phụ nữ Nghệ An luôn khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thắm tình đoàn kết ạ. Vâng, tuy nhiên nhạc thì đơn giản nhưng mà tinh thần của các cô luôn luôn thân thiện, luôn luôn là tiếp tục như này là rất là vui, đúng không ạ? Xin cảm ơn bạn nữ của cô của những sĩ lúc đi rất nhiều. Và sau đây tôi xin mời quý vị chúng ta trở lại với chương trình ca nhạc với giọng hát của ca sĩ Thế Hệ với ca khúc và thay vì thứ nhất sẽ đến cho tất cả quý vị trong buổi hôm nay sẽ về cuối cùng lắng nghe. Thế xin gửi tới tất cả các anh chị, quý vị khách quý, quý vị khách mời, lời chúc sức khỏe, lời chào kính trọng, chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Một bài hát về sứ nghệ, nói về âm nhạc thì sứ nghệ rất là nhiều những cách thức đi vào lòng người. Đó là một trong số đó là một bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàng. Ta không có tên gọi diễn mặt tương quan nghe cô hò nghệ tính. Các khúc này ban chấp hành hội phụ nữ Nghệ An yêu cầu thêm nhiều thể hiện các khúc này. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều ba tiếng khó dịu dường như chân lặng mà nghe câu rằng sắc thể dành xuống thương bớt câu hồi quê hương ai đạt chiều lý sao mà thương mong và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, cảm ơn rất nhiều.